kia già sư phụ đến rồi. Ôi, đâu mà đéo được rồi. Má cảnh này là 18m luôn rồi. Che nha, che nha. Má, thúi tha thiệt. Từ Bà Rịa chạy qua nè các bạn. Đây là hướng Vũng Tàu, ngay chỗ Lăng Cô đi qua. Đi hướng Hồ Tràm, đường này đi Hồ Tràm này là các bạn, Hồ Tràm, Hồ Cốc này nọ. Đường này thì vô, bắt đầu vô khúc này thì tuyệt đẹp. Một bên là núi, một bên là biển. Hải Ngọc, gió mát. Tuyệt vời. Hồ Tràm còn 26 cây nữa các bạn. Gió quá trời gió, không biết nói có bị ồn không. Đó, đèo nước ngọt các bạn. Mình đi ghé chùa Minh Đạm nha các bạn, hay còn gọi là chùa đảo khỉ á, nó có khỉ á. Từ đèo nước ngọt ra chùa Minh Đạm khoảng 3 cây, còn từ Dinh Cô ra chùa Minh Đạm khoảng 6 cây các bạn. Đường láng đẹp, mát, ở đâu có cây là ở đó mát. Ocean Nami. Cây họ chặt cây tỉa nó gọn gàng lại thì con đường nó mới đẹp được, chứ chỗ này mà không có ai chăm sóc thì cây nó mọc lum tùm. Một cây bông giấy nhiều quá các bạn, nó đẹp quá trời. Không phải cây bông giấy, cây gì đó, cái gì mà bông màu đỏ đẹp quá trời đẹp cho ta. Đây các bạn tới rồi đó các bạn. Đây được vào Thiền viện Trúc Lâm Trân Nguyên. Đường vào nó hơi đang sửa các bạn ơi. Làm hệ thống thoát nước hay gì xây lại rộng bự lắm. Ôi trời, cứ giống như chơi thú nhúng vậy nè. Đây mình đang có mặt tại Thiền viện Trúc Lâm Trân Nguyên nha các bạn. Nó địa chỉ thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây còn gọi là đảo chùa khỉ nha các bạn, nó có khỉ. Đường vào nó đang xây dựng các bạn, đường vào nó đang xây dựng cho nên đi nó giống như thu nhúng nữa. Thôi vào thôi, tao quay lại cho các bạn xem. Coi có cái gì khám phá thôi, chỗ nào đẹp là nhào vô, đẹp là cứ nhào vô. Diện tích đây rất là rộng các bạn. Đó. Chánh điện nha các bạn, bắt đầu đi vô chánh điện hả? Vào bên tay trái có chỗ để xe. Các bạn trẻ vô đây nhiều chứ, trẻ không à. Rộng lắm các bạn. Thẳng lên chánh điện. Rồi khúc ở đằng xa xa kia là khúc ở đằng sau đó mới có khỉ. Chánh điện thì có hai bên, bên phải và bên trái đều có chuông đồng các bạn, rất là to. Đây này có cái trống đó, một bên là trống, một bên là cái chuông đồng. Bên trái là cái trống, bên phải là cái chuông đồng. Lên trên này quay xuống cho các bạn xem rộng nó bự như thế nào. Chánh điện không chắc không phép được vào trong quay đâu các bạn, đứng ở ngoài quay thôi. Này có mấy cái màn sáo nghe nó âm thanh nó thơ mộng gì đâu. Đó, mình đang đứng dưới cái chuông sáo đây các bạn, bị ngược sáng rồi. Xuống ra tìm khỉ coi có khỉ không. Giờ này chắc khỉ trốn hết trơn rồi. Mới 2 giờ các bạn. đá đứng sừng sững, rất là đẹp, rất là nguy. Này ông như nó giống như Đạt Ma Sư Tổ vậy, như mình vậy, sư phụ luôn rồi. Vô ba vách núi có chữ gì đọc nổi. Sau lưng chánh điện đó các bạn. Bên này có Quan Thế Âm Bồ Tát. Quay không có gimbal, các bạn thông cảm nha. Đây, khỉ quá trời các bạn. Khỉ bao la, hên quá à. Khỉ này nó hiền hơn ở Cần Giờ các bạn ơi. Ở Cần Giờ mà để vậy là xong phim cái điện thoại luôn rồi. Này đàn bà nha các bạn à. Mai vú dài rồi. Đây hai chú nữa, chú đây nó hiền. Nãy vô cái bà gửi xe bả hết đồ ăn thức ăn luôn rồi, bả bán rồi các bạn. Vào đây cũng không có biết, chắc là có khỉ nó xuất hiện nhiều không đây nè. Đây bên này hai chú nữa nè. Ngồi bác chí, đang ngồi bác chí. Ồ, con tia già sư phụ đến rồi. Thôi, đâu mà đếm được rồi. Má cảnh này là 18m luôn rồi. Che nha, che nha. Thúi tha thiệt. Mát quá các bạn. Đây hòn đá chồng, đá ba chồng ở Đồng Nai, nghĩa địa gì đây nè. Chồng này mới là dữ nè, cục đá bự chà bá luôn. Khủng khiếp, đầy đá đâu mình. Ôi đốn là đảo khỉ nè các bạn, đảo khỉ nè, nó là cả đống khỉ luôn nè. Quá trời, vô xứ sở của loài khỉ luôn rồi à. Có khỉ mẹ, khỉ con nè. Quá trời khỉ luôn. Cảnh yên tĩnh thoáng đãng lắm. Hốt mua nhà ở đây nè bạn đó, chui đây rồi tu luôn cho rồi. Yên tĩnh thoáng mát, ngồi đây uống cà phê trà là khỏi nói luôn. Có cái đá kìa, cái đá nó có sẵn luôn. Bên kia là rừng. con núi nó có cổng người ta. Ồ, chuẩn bị cái gì ở trên này. Ta xây cái gì trên đó các bạn. Cổng có nhà. Xa ra đây quay toàn cảnh cho các bạn thấy rất là đẹp. Đây Hoàng Thế Âm Bồ Tát, tượng này chắc cũng phải 20 mét. Lên núi vô mấy chú khỉ. Rồi rồi thắp nhang cái là mình về thôi các bạn. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Trên tảng đá xa xa kia các bạn đó, cái tảng đó đó. Ồ, nó ghi cái gì ta? Nó ghi chữ trên đó các bạn. Đọc không ra. Mấy tảng đá đây bụi khủng khiếp. Rồi vô thắp nhang cúng ấy rồi về các bạn ạ.